chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với chương trình We Match. Tôi không để các bạn đợi nữa đâu. Tôi sẽ giới thiệu luôn người anh của tôi, Liêu Xiêu. Thế nào rồi? Anh này cảm thấy hơi cô đơn. Anh mọi thứ đều diễn ra trong cuộc sống đều tốt đẹp, chỉ thiếu một chút gia vị gì đấy nữa thôi. Gia vị tình yêu đúng không anh? Cung song ngư này, như là bạn gái cũ anh cũng cung song ngư. Em sẽ hợp với anh không? Thì anh không còn chờ đợi gì, anh sẽ quay phải bạn này luôn. Quay phải luôn. Em cần đọc bài hồi phát. Em cần người chữa bệnh người yêu. Anh đang suy nghĩ xem anh có phù hợp để làm bác sĩ không đấy. Anh cũng có cần người chữa bệnh này cho anh không? Ước mơ lớn nhất của anh là được một lần lên bầu trời cùng với cái máy bay của riêng mình, chứ không phải là đi máy bay của hãng người ta. Hay là em dạy anh? Ước gì em là cô giáo. Anh muốn được nghe giọng em sát bên tai.